các em đến với tiết học. Các em đã từng được nghe câu "đợi đến Tết công cô" chưa? Các em hiểu câu nói này như thế nào? Và tại sao lại nói đợi đến Tết công cô? Người Việt Nam thì thường hay nói đợi đến Tết công cô. Có mà đến Tết công cô ấy nhằm ám chỉ một vấn đề hay là một sự việc nào đó cần một khoảng thời gian rất lâu, rất khó hoặc chẳng bao giờ hoàn thành được. Như vậy, bao giờ thì đến Tết công cô? Tết công cô có giống Tết Việt Nam không? Ở các tiết học trước thì chúng ta biết được là ở châu Phi có hai quốc gia có tên gọi là Congo. Đó là nước Cộng hòa Dân chủ Congo và nước Cộng hòa Congo. Ở nước Cộng hòa Congo thì người dân có thu nhập khoảng 1.973 đô la trên một người trên một năm. Và người ta cũng đón các ngày lễ hội giống như là những nước khác trên thế giới. Và ngày lễ đầu năm mới của người ta thì cũng diễn ra vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Còn tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo thì ngày Tết cũng diễn ra vào ngày đầu năm. Tuy nhiên, người dân ở đây phải chờ rất nhiều năm mới có thể đón Tết một lần, và thường là 50 năm mới đón Tết một lần. Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia đông dân và rộng thứ hai ở châu Phi. Tuy nhiên, ở nước này lại rất nghèo đói và kém phát triển nhất lục địa đen này. Thu nhập của người dân chỉ khoảng 557 đô la trên một người trên một năm, chỉ khoảng 12 triệu thôi. Hơn một thế kỷ là thuộc địa của Bỉ, chiến tranh, khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế khiến cho người dân nơi đây khó lòng tận hưởng một cái Tết no ấm và đầy đủ. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chính là cái nét văn hóa riêng của nước Cộng hòa Dân chủ Congo, bởi vì mỗi khi đến Tết thì người ta thường hòa mình vào không khí lễ hội này suốt 3 tháng liền, vì 50 năm mới tổ chức một lần mà. Như vậy thì ở Việt Nam, khi muốn nói về một việc nào đó, một vấn đề nào đó cần rất nhiều thời gian để hoàn thành hay là rất khó để thực hiện thì người dân thường thì chúng ta thường hay nói là đợi đến Tết công cô. Một cái Tết mà phải chờ đến khoảng 50 năm mới tổ chức một lần, thời gian rất là dài. Các quốc gia ở châu Phi thì có sự phân hóa rất lớn về trình độ phát triển. Có những nước giàu nhưng cũng có những nước rất nghèo. Để biết được những nước giàu hay là những nước nghèo thường tập trung ở những khu vực nào của châu Phi, cũng như là đi so sánh nền kinh tế của các khu vực ở châu Phi, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. Bài 34, thực hành so sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi. Bài thực hành gồm có 2 bài tập. Bài tập 1, xác định thu nhập bình quân theo đầu người của các quốc gia ở châu Phi. Bài tập 2, so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi. Bài tập 1, xác định thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia ở châu Phi. Yêu cầu của bài tập 1, tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD trên năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD trên năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi? Nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực kinh tế của châu Phi. Đầu tiên các em sẽ đọc lược đồ. Hình 34.1, lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi năm 2000. Đọc bảng chú giải, thu nhập bình quân đầu người USD sẽ được thể hiện bằng 4 màu. Các quốc gia được thể hiện bằng màu hồng sẽ có thu nhập trên 2.500 USD. Các quốc gia được thể hiện là màu cam sẽ có thu nhập từ 1.001 đến 2.500 USD. Các quốc gia được thể hiện là màu vàng sẽ có thu nhập từ 200 đến 1.000 USD. Các quốc gia được thể hiện là màu xanh lá sẽ có thu nhập dưới 200 USD. Đường ranh giới màu tím. Đường màu tím nét đậm sẽ thể hiện cho ranh giới giữa 3 khu vực ở châu Phi, Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi. Và chấm tròn màu đỏ sẽ thể hiện cho thủ đô của các quốc gia. Mức thu nhập trên 1.000 USD trên năm sẽ bao gồm có 2 ký hiệu màu. Đầu tiên là màu hồng. Mức thu nhập trên 2.500 USD và mức thu nhập màu cam từ 1.001 đến 2.500 USD. Vậy gồm những quốc gia nào? Đầu tiên là khu vực Bắc Phi. Khu vực Bắc Phi thì sẽ gồm có nước Libya, rồi tiếp tục đến Ai Cập, Tunisia,
Algeria, quốc gia có diện tích rộng lớn nhất tại châu Phi, và đất nước Maroc. Đây là những quốc gia mà có thu nhập trên 1.000 USD tại khu vực Bắc Phi. Còn ở khu vực Trung Phi thì có đất nước Gabon. Còn khu vực Nam Phi, ta thấy có nước Botswana, Swaziland, Nam Phi và Namibia. Như vậy ta thấy các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD trên năm sẽ chủ yếu nằm ở khu vực Bắc Phi và khu vực Nam Phi. Đây là bảng thu nhập bình quân đầu người của châu Phi năm 2020. Và những quốc gia có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất tại châu Phi năm 2020 đứng vị trí thứ nhất, đó là nước Seychelles, khoảng 12.323 USD trên người. Vị trí thứ hai là nước Mauritius, khoảng 8.951 USD trên người. Vị trí thứ ba là nước Gabon, khoảng 7.185 USD trên người. Vị trí thứ tư là nước Guinea Xích Đạo, 7.131 USD trên người. Botswana, 6.558 USD trên người. Nam Phi, 4.736 USD trên người, đứng vị trí thứ 6, vân vân. Đây là hình ảnh về một số quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất năm 2020. Đây là hình ảnh về nước Seychelles. Đây là một quốc đảo nằm trong Ấn Độ Dương. Nước này cách Đông Phi khoảng 1.500 km về phía đông, với thủ đô là Victoria. Đất nước Mauritius, đây cũng là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi với thủ đô là Port Louis. Đất nước Gabon, đây là một quốc gia ở khu vực Trung Phi. Đất nước Guinea Xích Đạo là một quốc gia nằm ở bờ biển phía tây của khu vực Trung Phi. Tên gọi của nước này thì gợi lên vị trí của nó gần cả Xích Đạo và Vịnh Guinea. Đảo Bioko là phần cực bắc của nước Guinea Xích Đạo và là địa điểm của thủ đô Malabo của đất nước này. Đất nước Botswana là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Nam Phi, đất nước thuộc khu vực Nam Phi. Về kinh tế thì nước này có quan hệ chặt chẽ với đất nước Nam Phi và chủ yếu thì dựa vào khai mỏ, đặc biệt là kim cương, chăn nuôi gia súc và du lịch. Nam Phi, quốc gia Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia nằm ở mũi phía nam của khu vực Nam Phi. Nam Phi là quốc gia giàu thứ hai ở châu Phi và là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nam Phi thì được ban tặng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên bao gồm vàng, kim cương, vân vân. Nam Phi thì rất đa dạng hóa và không phụ thuộc vào một nguồn kinh tế nào. Mức thu nhập dưới 200 USD trên năm sẽ có ký hiệu là màu xanh lá cây. Ở khu vực Bắc Phi thì có những quốc gia nào có thu nhập dưới 200 USD trên người? Đó là nước Niger và Chad. Còn ở Trung Phi thì có những quốc gia nào? Đó là Sierra Leone, Burkina Faso, Eritrea, Ethiopia và Somalia. Còn ở khu vực Nam Phi thì ta thấy có nước Malawi. Như vậy ta thấy các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD trên năm sẽ chủ yếu nằm ở khu vực Trung Phi. Một số quốc gia tại châu Phi có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất năm 2020 như là nước Somalia chỉ khoảng 225 USD trên người trên năm. Ở nước Burundi khoảng 264 USD trên người trên một năm. Ở nước Nam Sudan khoảng 303 USD trên người trên năm. Malawi khoảng 399 USD trên người trên năm. Rồi Mozambique khoảng 455 USD trên người trên năm, vân vân. Đây là một số quốc gia có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất tại châu Phi cũng như là thấp nhất trên thế giới. Hình ảnh về đất nước Somalia, quốc gia có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất tại châu Phi năm 2020. Somalia là quốc gia thuộc khu vực Trung Phi,
là một trong những nước nghèo và kém phát triển nhất trên thế giới. Trong những năm qua, nền kinh tế còn bị tàn phá nặng nề do nội chiến. Hình ảnh về đất nước Burundi. Tình hình chính trị xã hội của Burundi nhiều năm không ổn định do tranh giành quyền lực giữa hai bộ tộc chính, người Hutu và người Tutsi. Sau cuộc bầu cử năm 2005 đến nay, thì tình hình chính trị xã hội ở đây thì được cải thiện nhưng mà vẫn còn tồn tại những thách thức về an ninh và phát triển. Ở đất nước Malawi là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp với dân cư phần lớn là sống ở nông thôn. Malawi thì có tuổi thọ trung bình rất thấp và tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cao, cộng với một số lượng lớn dân cư mắc HIV đã làm cạn kiệt nguồn lao động tại đây. Hình ảnh về đất nước Nam Sudan. Cộng hòa Nam Sudan được thành lập từ năm 2011 sau khi ly khai từ nước Sudan. Nam Sudan là quốc gia non trẻ nhất trên thế giới. Nước này thì rất giàu có về dầu mỏ, song qua nhiều năm nội chiến, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh kéo dài đã khiến cho tình trạng nghèo đói ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến nó trở thành một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới. Đây là hình ảnh đoàn quân mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam lên đường vào tháng 11 năm 2019. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thì đoàn quân mũ nồi xanh của Việt Nam đã trải qua thời gian khó khăn, trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch tại phái bộ Nam Sudan. Như vậy các em có nhận xét gì về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi? Thu nhập bình quân theo đầu người của ba khu vực này có đồng đều không? Thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực thì không đều. Nam Phi là khu vực có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất, tiếp đến là khu vực Bắc Phi và thấp nhất là khu vực Trung Phi. Và trong từng khu vực thì thu nhập bình quân theo đầu người giữa các quốc gia cũng không đều. Các em hoàn thiện bài tập 1 vào trong tập. Bài tập 2. So sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi. Các em sẽ dựa vào lược đồ hình 32.3, lược đồ kinh tế châu Phi và lược đồ hình 34.1, lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi năm 2000. Hoàn thiện bảng so sánh về đặc điểm chính của nền kinh tế 3 khu vực ở châu Phi, khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi. Khu vực đầu tiên, khu vực Bắc Phi. Các em sẽ dựa vào hình 34.1 lược đồ thu nhập bình quân theo đầu người tại các nước ở châu Phi. Thì khu vực Bắc Phi thì chúng ta sẽ thấy là ở ven biển Địa Trung Hải, các quốc gia thuộc vùng ven biển Địa Trung Hải sẽ có kinh tế phát triển nhất, thu nhập bình quân khá cao, thường là trên 1.000 USD trên năm. Chúng ta sẽ thấy là chủ yếu là các quốc gia này được thể hiện là màu hồng và màu cam, có thu nhập trên 1.000 USD trên năm. Còn về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của Bắc Phi thì có đặc điểm gì? Các em sẽ quan sát vào hình 32.3, lược đồ kinh tế của châu Phi. Về nông nghiệp thì các quốc gia ở Bắc Phi sẽ chủ yếu là sản xuất lúa mì, ô lưu cũng như là các cây ăn quả nhiệt đới. Còn về công nghiệp thì chúng ta sẽ thấy phát triển chủ yếu là các ngành khai thác, xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và phốt phát. Còn về dịch vụ thì chủ yếu là phát triển du lịch. Khu vực thứ hai, khu vực Trung Phi. Về thu nhập của các quốc gia thuộc Trung Phi thì các em sẽ quan sát vào hình 34.1, lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi năm 2000. Ta thấy các quốc gia ở khu vực Trung Phi thường là màu vàng và màu xanh lá. Như vậy, thu nhập của hầu hết các nước ở Trung Phi thì kinh tế kém phát triển và có thu nhập bình quân theo đầu người thấp, thường là dưới 1.000 USD trên năm. Còn về nông nghiệp và công nghiệp, thì nông nghiệp của Trung Phi thì chủ yếu là dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền. Trồng trọt thì chủ yếu là trồng cọ dầu, rồi trồng cacao, cà phê, lạc hay còn gọi là đậu phộng, vân vân. Còn về công nghiệp thì chủ yếu khai thác lâm sản, khoáng sản. Ở phía nam của Trung Phi thì có khai thác
kim cương nữa. Khu vực thứ ba là khu vực Nam Phi. Về thu nhập thì nhìn vào lược đồ thu nhập ta sẽ thấy hầu hết các nước ở Nam Phi thì có nền kinh tế khá phát triển, và phát triển nhất đó là nước Nam Phi. Tuy nhiên thì cũng có một số nước kém phát triển như là Malawi. Về nông nghiệp và công nghiệp thì nông nghiệp thì chủ yếu là các sản phẩm hoa quả cận nhiệt, rồi người ta sẽ chủ yếu là trồng cà phê, rồi trồng lạc, vân vân. Còn về công nghiệp thì chủ yếu là khai khoáng, luyện kim, cơ khí, vân vân. Các em hoàn thiện bài tập 2 vào trong tập 1.